ngày 22 tháng 11 nha. Vậy là gần cuối tháng 11 rồi. Tròn 1 tháng 2 ngày nữa đó là sẽ đến Noel. Rất là nhanh luôn. Rồi tối thì vẫn nóng âu bức nha. Chứ nó không có lạnh nên không có mát. Nói chung là thời tiết bình thường. Ở đây đi đường Đoàn Văn Bơ, chợ Hạnh Phúc. Hầu như là bỏ đâu mà mình đi á, mình đều chạy ngay cái đoạn đường này và chạy vào trong chợ Hạnh Phúc. Nơi này cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Nó chợ bây giờ dẹp rồi. Mấy đứa học sinh nó đã sẽ đạp điện nó đi học rồi. Chợ người ta dẹp hết rồi không? Giờ này muốn mua đồ đâu có đồ đâu mua. Ở phía bên ngoài thì còn một hai chỗ họ bán mà dạng bán trái cây, bán trái cây và bán bông hoa. Còn rau thì vẫn còn bán nhưng mà bán còn có vài bó rồi, rau cũng thấy héo hết rồi.